Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu RPK Fire Dragon, hay anh em còn gọi một cái tên ngắn gọn đó chính là RPK VIP 2. Cái khẩu này thì đi C4 mắc tuyệt vời. Vâng, cầm vào C4 thì cứ phải gọi là auto bị chửi. Ok, khẩu này thì các bạn cũng không nên cầm vào range lắm tại vì nó rất là khám lọ. Còn đối với dòng SMG như Thompson băng ấy thì nó là tuyệt vời. Nhưng dạo này TMP nó bá dữ quá nên chúng ta nghỉ ngu nó không được tốt thôi. Thì sau này mà TMP nó bị fix thì ok, không phải vấn đề. Vâng, rào chết rồi. Mức yếu còn 10C. Ok. Really? Ok, thằng 10C chết rồi. Còn thằng dưới hầm B. Úi dồi ôi, hai thằng luôn. Hai thằng dưới hầm B. Vâng, ở dưới hầm B nó bắn lên như thế này nữa thì sống làm sao được. Gắt VL. Vâng, hầm B bỏ chạy rồi. Chắc là đang cong vào B. Biết ngay mà, B gãy rồi. Nhưng bây giờ còn thằng ở mic nữa. Không nên đẩy vào B luôn không ta? Rồi, B đặt bom. Lại thì sờ níp này. Ok. Từ từ bạn ơi. Chờ mình đi với. Chết bà rồi. Ok, fine. Bây giờ còn mỗi mình. Và trên tay mình là khẩu RPK Fire Dragon. Một khẩu súng có thể gọi là clear team. Ok. Cố lên nào, clear team. Úi dồi. Ơ, cái đậu phộng. Vãi cả lục. Rõ ràng mình nấp vào rồi mà ta. Lát cả ta. Vô lý vậy. Vãi cả game. Game như con què. Ok. Lại tiếp tục thủ ở HL. Cái cây này thì thủ HL thôi. Đối với 258 viên đạn chín thì chúng ta cũng không cần phải thay đạn làm gì. Nhưng quen tay thì cứ bắn một viên lại thay. HL có không? Hầm B thì cũng chưa thấy mặt bố con thằng nào. Vâng, snip chết một người. Hay quá. Rồi, double kill luôn. Chất vậy. Úi dồi ôi, mic có ấy. Mic bắt đầu sấy này. Rồi, mic thò vào rồi. Hay quá. Ok, sao team bạn lắm TMP đấy nhở? Quái xoài. Lầy thì đẩy đây. Ơ, vãi nó lại xuống bên kia. Vô lý. Á, à, tự nhiên đi sau. Hốt hàng là cứng. Hốt cái đấy sao được. Táo ngay. Ok. Chúng ta lại tiếp tục lên HL. Mình bắn cái map này thì mình chỉ thích kênh mỗi HL thôi. Rồi, B bị đẩy và đặt bom luôn rồi. Hay quá. Tuyệt vời. B cứ để thủng miết vậy ta. Úi dồi ôi. Cái đậu xanh nữa luôn. Hết hồn. Quỷ sứ hả. Rồi, bị snip chết mic. Úi dồi ôi. Vãi cả đứng kênh ạ. Gắt vậy rồi. Nó biết kênh móc luôn. Cầm TMP. Ok, fine. Mà các bạn kênh B kiểu gì vậy? Qua B kênh đi. Chả nhẽ mình phải qua B kênh à? Vô lý vậy. Ok, lần này chúng mày cứ vào B hết đi. Tao sợ chúng mày quá cơ. Xấy cái đấy làm gì? Cái đấy thép rồi mà. Sao xấy qua được? Rồi tôi xong rồi. B hơi đông.
VA kinh à. Ui, A lên rồi. Đúng rồi. Không được rồi. A đã lên bom sai. TMP đẩy đây. Ui, cái đậu phộng TMP gắt quá anh em ạ. TMP nó gắt quá. Bắn nhìn này, 5, 4, 7, 6, 2, 5 rồi. Nhưng không thể ăn được kill. Khó quá. Ui dồi, vãi cả chém dao ạ. Đùa. Ok. HL khó này. Hay quá. Còn một thằng nữa nhưng hết giờ rồi. Chắc nó cũng bỏ chạy luôn rồi. Biết ngay mà. Nó chạy khỏi bom sai luôn. Thằng này sợ chết thế. Ok. Team mình nát nát thế nhở. Đi lúc nào cũng gặp team nát nát thế à. Kiểu sao sao ấy. Ngũ còn thể hiện biết ngay. Kiểu gì cũng có cái kiểu chat lên chửi cho xem. Rồi A đánh này. Cái này thì TMP này. TMP này. Này thì slip này. Slip này. Ui dồi ôi. Có thằng TMP. Lắm TMP vậy. Nó có thể ít hơn được không? Đậu phộng nó nữa. Vãi xoài. Chịu thôi. Cầm RPK ăn được như thế là gắt lắm rồi. Bọn này chịu. Cái định mệnh luôn đó. Toàn TMP. Khó chơi quá. Nói chung là khó trôn rinh. Chừng nào mà nó fix TMP đi đã thì cái việc trôn rinh nó sẽ vui hơn. Nhưng như này thì kiểu bị lao ra một cái là chết luôn mà. Làm sao có thể sống được. Bom rơi A rồi. Bây giờ chỉ việc đeo nhà. Không tin. Đừng nên tin bạn ơi. Nó lừa ấy. Mà cũng có thể. Nhưng kệ thằng này đi, để nó kênh cho nó chắc ăn đi. Thua 1-3 rồi. Úi dồi, thằng này làm gì vậy? Đùa. Ok. Bây giờ team mình còn 4 người. Ba. Thế này thì càng nhanh thua. Ok fine. Bốn người thì chia ra thủ như nào đây trời. Một mình tao chấp hết ở khu vực B này. Vào đây. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Rồi TMP đẩy A chăng. Rào 2, ok. HL đẩy nha. HL. Cái này thì TMP đây. Slip này. Thôi xong rồi. Slip chết rồi. Vai cả đặt bom sai B kìa. Đùa. Cái định mệnh nó lưa. Khổ thế. Ui dồi ôi, nó phát hiện rồi. Khó thế. Không vào được rồi. Chịu thôi. Tầm này đi vòng đường kia thì cũng không được. Cái thời gian. Phải cả team. Bắn thế này bắn không được anh em ạ. Gính sấp mà lờ ra. Thua, trận này thua. Không sao. TMP nó gắt quá anh em ạ. Toàn TMP thôi. Không đỡ được.
cơ bản cái thằng mà nó chát mình thể hiện thì nó bây giờ nó cầm súng ngon hơn mình, nó cũng thế thôi, không chả giải quyết được cái gì. Trừ phi nó bắn hay hơn mình thì nó có quyền nói, còn nó gà mấy cái thằng gà hơn thì nó lại nói như thế rất là chán. Ui dồi ôi, TMP nó dã kìa. Úi cái định mệnh. Thôi xong rồi, con bên kia đi. Vãi xoài. Không được rồi, khó quá. Chịu thôi. Cố đến thế này là cùng. TMP nhiều quá thôi. Trận này mà ít TMP tí thì easy rồi. Ui dồi, vãi xoài. Vừa bước vào tới cửa là gặp cái thằng đầu trâu mặt lợn rồi. Khiếp thế. Thôi bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.